xuân. Có liên kết hàng tháng đóng với nhau, ở trường sẽ là tại nhà. Và cái này là mình sẽ nhớ nha, mình sẽ nhớ bài. Tức là cái thời gian chiếm một cái thế lực khá lớn so với thế nào là thời gian. Và Pareto tức là cái quy định, và Oxido là vùng nhỏ. Nhưng cái trung tâm thị giác nó sẽ là thế. Chúng ta biết là trung tâm thị giác nó nằm ở cái phía sau, là ta nhớ là tốc độ tư của mặt nằm ở sau, thì nó sẽ hưởng cái thị giác và sẽ hưởng cái trung tâm. Và từ thị giác chúng ta sẽ nhìn thấy các răng, chúng ta thể bị ảnh hưởng luôn xuống cơ hội nhẹ nhiều vì thích sắc huyết hay là liền thì một số cái 4, cái 6 và đồng hành với cái tổn thương của vùng cầu não. Rồi mình sẽ thấy ở trên Pareto thì được